5.850.000 muốn khỏe ngay thì thái khô ra để ngay ngâm vào đâu? Không, thái khô ra để ăn hàng ngày, để đun nước ăn uống hàng ngày đấy. Đấy, như thế mua khoảng vài cân ta ăn hàng ngày. Tính ra là bao nhiêu tiền một gram anh? Không, đúng rồi. Đấy là cứ ăn dần, giá là giá nó bao nhiêu gram anh? Giá nó bao nhiêu gram? Là tùy vào củ. Khuyến cáo là 5.8 thôi. Cái củ nó là 5.8 là bao nhiêu gram anh? Cái này bao nhiêu gram anh? 65g. 65g là 5.8 ạ. Sắp lát. Đầu tiên cái sông lên này là nó mọc chéo cắt này, từ bên này sang bên này sang bên này. Nhưng mà hỏi anh tính 5 là tính bằng chắc nào? Tính 5 là tính bằng mắt này với hai cái củ này. Cái củ này nó nhỏ này, nó chỉ nhỏ một khúc này là một năm tuổi một hạt, một năm nó là cái cây con nó không, hiện nay là để mà ươm giống mà phục vụ cho bà con nó không, là con đang là 300.000 một cây giống con này, nó một cái hạt nhỏ này thôi. Nhiều cái hạt nó khi nó quá trình nó cũng con nên mình đã tính ra, mình cộng cái củ này ít nhất là cây củ này cũng lên được 15 năm.